Ngày 23 tháng 12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 10 năm V-Ship Quảng Ngãi. Tham dự còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Về phía tỉnh Quảng Ngãi có Bí thư tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn. Ngoài ra còn có Đại sứ Singapore tại Việt Nam, Jaya Ratnam và đại diện bộ ban ngành địa phương. Khu công nghiệp đô thị dịch vụ V-Ship Quảng Ngãi được thành lập năm 2013 là dự án V-Ship thứ 5 của liên doanh tập đoàn BKMX IDC Việt Nam và Sembcorp Development Singapore. Đây là dự án V-Ship đầu tiên tại miền Trung Việt Nam. Sau 10 năm hoạt động, đến nay khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi đã phát triển được khoảng 550 ha trong số 660 ha đất công nghiệp, thu hút 40 nhà đầu tư với tổng vốn hơn 1 tỷ đô la Mỹ đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Bỉ, Philippines, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và tập trung các lĩnh vực dệt may, giày da, công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ô tô, thiết bị y tế. Từ khi thành lập, V-Ship Quảng Ngãi đóng góp bình quân 80% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Ngãi, tạo gần 30.000 việc làm cho địa phương. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 10 năm V-Ship Quảng Ngãi đi vào hoạt động và chấp thuận đầu tư cho V-Ship 2 Quảng Ngãi là sự kiện ý nghĩa trên bình diện quốc gia, cho thấy trụ cột hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam-Singapore rất tốt đẹp. Sự kiện này cũng làm dày thêm kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore. Theo số liệu khí tượng, ngày 23 tháng 12, nhiệt độ trên đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn là âm 0,4 độ C, tăng hơn so với ngày 22 tháng 12 chỉ âm 2,5 độ C. Nhưng tại đỉnh Phan Xipang, Sapa, Lào Cai, hôm nay nhiệt độ lại âm 8 độ C, hôm qua là âm 7 độ C. Thông tin từ Mù Cang Chải, Yên Bái, chị Đỗ Minh Huệ, cán bộ trạm khí tượng Mù Cang Chải cho biết, hôm nay ngày 23 tháng 12, Mù Cang Chải vẫn rất lạnh giá, trời quang mây. Băng giá ở Mù Cang Chải vẫn chưa tan hết và dự báo còn xuất hiện ở huyện Trạm Tấu, Yên Bái. Tại Hà Nội, đến trưa thời tiết vẫn lạnh cóng nếu đi ngoài đường mà không có găng tay, dù trời nắng chói chang. Ngày 22 và ngày 23 tháng 12 là đỉnh của đợt không khí lạnh cường độ mạnh này ở miền Bắc và miền Trung. Khi các đợt sóng không khí lạnh lan tỏa dần từ miền Bắc xuống miền Nam tại Nam Trung Bộ, trưa và chiều ngày 23 tháng 12 đã gây ra mưa to gió lớn. Trong khi tại thành phố Hồ Chí Minh có gió mát, buổi chiều có mây nên trời không oi nóng như cách đây vài hôm. Về đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm còn 22,6 độ C, tạo cảm giác từ mát đến lạnh. Dự báo đêm mai, đêm Giáng sinh ngày 24 tháng 12, miền Bắc tiếp tục lạnh giá tê tái, miền Nam mát mẻ. Chiều ngày 23 tháng 12, Đại tá Nguyễn Thanh Hương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, vẫn chưa tìm được tung tích của 5 ngư dân tỉnh này mất tích trong vụ chìm tàu cá ở khu vực biển gần Mũi Đôi, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Do thời tiết trên biển rất xấu, sóng và gió giật cấp 7, cấp 8 trong khi nước rất lạnh. Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hương, tàu cá bị chìm do ông Trần Văn Hiệp ở khu phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên làm chủ tàu. Trên tàu có một thuyền trưởng, 4 thuyền viên đều là người Phú Yên. Tàu xuất bến cảng Đông Tác, thành phố Tuy Hòa vào ngày 2 tháng 11, chuyên nghề câu cá ngừ đại dương. Sau 50 ngày vươn khơi đánh bắt, tàu cá này trở về bờ. Đến 20 giờ 50 phút ngày 22 tháng 12, khi đi qua vùng biển cách Mũi Đôi khoảng 2,7 hải lý thì tàu bất ngờ bị phá nước, chìm. Thời điểm tàu bị nạn, vùng biển trên có sóng lớn, không có phương tiện qua lại. Đến 4 giờ sáng ngày 23 tháng 12, tàu mất hoàn toàn liên lạc, điện thoại các ngư dân cũng không liên hệ được. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã liên hệ với các đồn biên phòng khu vực để thông báo cho các phương tiện, tàu cá lân cận hỗ trợ tìm kiếm. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh này đã liên hệ đến Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 4 Khánh Hòa. Cảnh sát biển vùng 3 chỉ đạo Hải đoàn 32 huy động tàu 805 tìm kiếm cứu hộ từ sáng sớm cùng ngày. Ngày 23 tháng 12, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can Phạm Văn Hoàng Anh, sinh năm 1992, ngụ tỉnh Hậu Giang, trú huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 24 tháng 11,
Công ty Điện lực Củ Chi phối hợp Công an huyện Củ Chi kiểm tra sử dụng điện với công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nguyên Ngọc do bà Nguyễn Thị Minh Châu, sinh năm 1970, ngụ quận 11 làm giám đốc và hộ kinh doanh Thiện Như Ý do ông Trần Vũ Linh, sinh năm 1990, ngụ huyện Củ Chi làm chủ hộ. Qua đó, công an phát hiện công ty Sơn Nguyên Ngọc và hộ kinh doanh Thiện Như Ý có hành vi trộm cắp điện dưới hình thức cầu móc điện, không qua thiết bị đo đếm, nên lập biên bản kiểm tra sử dụng điện. Điều tra, công an xác định Hoàng Anh là người thực hiện hành vi trộm cắp điện năng. Tại công an, Hoàng Anh khai do thấy doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc làm ăn nên đã đề xuất ý kiến ăn trộm điện. Số điện năng phải truy thu của công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nguyên Ngọc là 387.942 kWh, tổng số tiền cần thanh toán hơn 2 tỷ đồng. Số điện năng phải truy thu của hộ kinh doanh Thiện Như Ý là 1.317.330 kWh, tổng số tiền cần thanh toán hơn 4,7 tỷ đồng. Theo kế hoạch, ngày 25 tháng 12 tới đây, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn Hưng cho biết, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên bất ngờ nhận tội, đồng thời tác động nhờ người thân bạn bè nộp thay 18,8 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Cùng với đó, bị cáo Hưng có đơn xin được xét xử vắng mặt. Tại các ngày xét xử sơ thẩm, bị cáo Hưng một mực phủ nhận cáo trạng truy tố, cho rằng bản thân không nhận khoản tiền đặc biệt lớn từ một bị cáo liên quan. Từ đầu đến cuối phiên tòa, bị cáo này liên tục kêu oan, nói mình không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, đủ căn cứ xác định bị cáo Hoàng Văn Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800.000 đô la Mỹ, tương đương 18,8 tỷ đồng và đã quyết định tuyên phạt bị cáo này mức án tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố. Tại phần tranh luận ở cấp sơ thẩm, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Hưng 19 đến 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Hoàng Văn Hưng tiếp tục kháng cáo kêu oan, cho rằng bản thân không phạm tội. Tuy nhiên, trước ít ngày phiên tòa phúc thẩm diễn ra, bị cáo Hưng đã thay đổi quan điểm trước những cáo buộc, quy kết của cấp sơ thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng Văn Hưng có 3 luật sư bào chữa.